tại thì có thể nói là cái xu hướng đi ngang à, Bây giờ là Bitcoin đang giao động trong biên độ là từ 35.000 đến 38.000 Tuy nhiên thì các cái uh, uh, các cái chỉ báo ấy Nó đang chỉ báo động lượng ấy Nó đang cho thấy rằng là hầu hết các cái tín hiệu đều giảm Ví dụ như đây là một cái chỉ báo sớm Nó đã cho một cái tín hiệu uh, ờ, từ khi mà Bitcoin từ khoảng tầm 35 nghìn thì nó đã là màu đỏ rồi ờ, và đây cũng là một cái chỉ báo thứ hai nó cũng cho thấy là Bitcoin đang có dấu hiệu giảm đây là chỉ báo thứ ba đấy và bây giờ là 4 trên 4 các cái chỉ báo nó đều cho thấy rằng là Bitcoin đang có xu hướng giảm nên là ừ, chúng ta sẽ cùng quan sát nhé nhưng thực ra nếu mà về price action ấy thì Bitcoin đang đi trong một cái hộp Uh, và cái xu hướng tăng và xu hướng giảm thì là sẽ là 50 50 nhưng mà chúng ta dựa trên các cái chỉ báo thì chúng ta thấy rằng là xu hướng giảm có xuống cao hơn